khối tài sản kếch xù được cho là của Đàm Vĩnh Hưng. Quý vị và các bạn thân mến, Đàm Vĩnh Hưng là một trong những sao Việt được cho là đang sở hữu tài sản có giá bao gồm bất động sản, các công ty kinh doanh và kho hàng hiệu giá trị. Về bất động sản, danh ca này có căn biệt thự gần 3 triệu đô la Mỹ nằm trên đường Thất Sơn thuộc khu Cư Sắc Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Không gian bên trong căn hộ triệu đô của quý ông nhạc Việt từng được một tạp chí nước ngoài trả phí 50 triệu để thực hiện một bộ ảnh thời trang. Theo chia sẻ từ nam ca sĩ với truyền thông, toàn bộ nội thất đều được anh sưu tầm khi lưu diễn nước ngoài hoặc mua trong nước nhưng đều thuộc thương hiệu cao cấp. Đầu năm 2010, Mr. Đàm khiến dư luận một phen xôn xao khi khoe trên báo chí rằng đã ký hợp đồng mua một số căn hộ cao cấp tại khu đô thị tiện ích Sunrise City. Trong đó, một căn penthouse giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ với thiết kế đặc biệt, sang trọng đã chính thức thuộc quyền sở hữu của anh. Tổng diện tích sử dụng căn nhà khoảng 700m², chưa kể khu sân vườn trên cao. Toàn bộ tầng dưới của penthouse dành để thư giãn, nghỉ ngơi và khu sinh hoạt chung với phòng khách sang trọng, bàn ăn cao cấp cùng khu vực bếp với quầy bar thiết kế rất hiện đại và cả khu thư giãn, khu siga ngắm ra hồ nước ở cả hai phía của penthouse. Kho hàng hiệu của Mr. Đàm được đặt ngay chính trong nhà của anh. Một gian thắt lưng, một khu túi hiệu, vài gian giày đủ kiểu, vài tủ kệ trưng quần áo theo các mùa. Ước tính giá trị của kho đồ hiệu mà Mr. Đàm sở hữu có thể lên đến vài chục tỷ đồng. Thương hiệu mà ca sĩ này yêu thích và sở hữu nhiều món gồm có Gucci, Louis Vuitton, Zara, kế đến là Hermes, Church Cavalli. Gần 200 túi sách hàng hiệu được anh mua ở nhiều quốc gia khác nhau nhân các chuyến lưu diễn hay du lịch. Không nói rõ tổng giá trị, nhưng anh cho biết nó ngốn một số tiền không hề nhỏ. Tiếp theo là bộ sưu tập siêu xe hàng chục tỷ đồng. Trong bộ sưu tập xe hơi của Đàm Vĩnh Hưng, gây chú ý nhất là chiếc siêu xe Rolls Royce được mạ vàng ở các bộ phận như tay cầm, khung xe. Chiếc xe có giá khoảng 40 tỷ đồng. Anh từng gây choáng cho 800 khán giả đi siêu xe này lên sân khấu Thương Hoài Ngàn Năm 2 vào tháng 12 năm 2014 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù chỉ xuất hiện 1 phút 30 giây, nhưng độ chịu chơi của Mr. Đàm khiến khán giả một lần nữa bất ngờ. Một chiếc xe sang khác được Đàm Vĩnh Hưng tự tay mua có giá khoảng 5,5 tỷ đồng. Đây là chiếc Transit D-Car Limited phiên bản 2014 với đầy đủ tiện nghi. Ngoài xe có in logo thương hiệu của Mr. Đàm, chiếc xe này được Đàm Vĩnh Hưng sử dụng để lưu diễn trong nước. Bên trong xe được thiết kế như một căn phòng hạng sang với ghế lông, ghế nằm bằng da cho đến hệ thống điện tử như TV, radio, đèn đọc sách. Đàm Vĩnh Hưng bổ sung thành viên mới vào bộ sưu tập xế sang của mình một chiếc xe dáng thể thao màu trắng. Chiếc xe địa hình tầm trung này được giới thiệu tại Việt Nam với giá gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, chiếc Lexus RX350 đời 2011 màu trắng cũng được Mr. Đàm sử dụng để đi show. Nó có giá khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Mr. Đàm rất ít khi tự mình cầm lái mà thường nhớ tới sự giúp đỡ của tài xế hoặc trợ lý riêng. Là một trong những ca sĩ mạnh về tài chính nhất Vbiz, Đàm Vĩnh Hưng có sở thích khá độc là sưu tầm những chiếc nhẫn kim cương, đồng hồ nạm kim cương có giá bạc tỷ. Với sở thích này, anh đã hai lần tiếc đứt ruột vì để mất tổng cộng 5 chiếc nhẫn kim cương rất đắt tiền. Hiện nay, Đàm Vĩnh Hưng ngoài việc đi hát còn có một công ty giải trí, một quán ăn, một số thương hiệu sản phẩm như cháo ăn liền, hải sản và làm giám khảo một số chương trình truyền hình. Một phần lớn nguồn tiền đến từ các thương vụ kinh doanh của anh. Đàm Vĩnh Hưng bỏ vốn đầu tư công ty Tiếng Hát Việt, Vua Biển, Cháo Cây Thị. Chưa hết, anh còn muốn trở thành đại gia bất động sản. Và ở lĩnh vực nào, ngôi sao ca nhạc này cũng gặt hái được thành công. Xuất thân từ một gia đình làm kinh doanh, suốt 20 năm qua, anh cũng từng tập tành buôn bán trước khi đến với nghề ca hát. Tuy nhiên, sự nghiệp kinh doanh chỉ thực sự được xác định rạch ròi khi anh chính thức bắt tay vào kinh doanh hải sản sạch. Đầu tiên, anh tạo lập 3 cửa hàng ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Điều thuận lợi với anh là chỉ phải bỏ vốn ra đầu tư cơ sở vật chất của cửa hàng, còn nguồn hải sản đã có sẵn từ nhà máy của gia đình. Do đó, anh đặt hàng theo ý mình và thanh toán dứt điểm sau mỗi đơn hàng đặt. Kinh phí đầu tư live show Đàm Vĩnh Hưng cán mốc 12 tỷ. Đạo diễn Trần Vĩ Mỹ cho biết, số tiền đầu tư cho live show Diamond của ông Hoàng Nhạc Việt đã vượt xa 9 tỷ như dự kiến và cán mốc 12 tỷ do nhiều khoản chi phí phát sinh. Chiều ngày 13 tháng 9, Đàm Vĩnh Hưng và ekip tổ chức live show Diamond có buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội. Ông Hoàng Nhạc Việt thẳng thắn trả lời mọi thắc mắc của phóng viên từ kinh phí đầu tư, lý do chọn lựa khách mời đến bình luận ăn nổ vì sự hiện diện của những chiếc vé hơn 20 triệu. Mr. Đàm tìm gặp nhà thiết kế của Lady Gaga.
Cách đây 2 tuần, khi Đàm Vĩnh Hưng và ekip thực hiện tiết lộ tổng số tiền đầu tư cho Live Show Diamond lên tới 9 tỷ, không ít người hoài nghi và nhận xét nam ca sĩ lãng phí. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất của ban tổ chức Live Show kỷ niệm 20 năm ca hát của ông Hoàng Nhạc Việt đã cán mốc 12 tỷ. Đạo diễn Trần Vĩ Mỹ cho biết nhiều khoản chi phí phát sinh ngoài dự định mà anh không tường trước được. Bên cạnh đó, nam đạo diễn cũng muốn thực hiện một live show đỉnh cao cho Đàm Vĩnh Hưng, vượt các đỉnh cao mà giọng ca sinh năm 1971 đã đạt được trước đây. Chia sẻ với báo giới, Mr. Đàm thẳng thắn, riêng số chi phí cho trang phục của các nghệ sĩ múa đã hơn 3 tỷ. Trang phục của tôi thì không tính vì tôi tự lo trang phục cho mình, nhưng chắc chắn đó sẽ là những bộ cắn lộng lẫy và diêm dúa hơn các vũ công. Đại diện ekip cũng chia sẻ Đàm Vĩnh Hưng luôn ưu tiên sản phẩm của các nhà thiết kế Việt Nam. Nhưng riêng đêm nhạc lần này, nam ca sĩ không ngại đi xe mấy tiếng ở Mỹ tìm gặp nhà thiết kế của Lady Gaga với mong muốn sở hữu bộ trang phục ưng ý cho Live Show Diamond. Giọng ca sinh năm 1971 tự nhận mình là người cầu toàn và kỹ tính. Do vậy, trong đêm diễn các trang phục sẽ không lặp lại. Chiếc giày sử dụng trong tiết mục này sẽ không xuất hiện trong tiết mục sau. Ngay cả hoa tai của vũ công cũng sẽ không lặp lại. Mỗi phần trình diễn là một sự mới mẻ, Mr. Đàm khẳng định. Tôi đầu tư lớn, tôi có quyền đòi hỏi. Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ 20 năm là một con số đủ để tự hào. Mỗi thời điểm có cái hay, cái đẹp khác nhau. Nhưng nam ca sĩ cam đoan cái sau sẽ luôn chỉnh chu và hoàn thiện hơn cái trước. Mr. Đàm cũng đã đặt một tượng sếp đúng kích cỡ người thật của anh để đặt trước cửa nhà hát Hòa Bình và trung tâm hội nghị quốc gia như một hành động chơi trội. Trước câu hỏi, với số tiền đầu tư và những chiêu trò như vậy, Đàm Vĩnh Hưng muốn khán giả nghe hát hay xem biểu diễn? Mr. Đàm trả lời, tôi muốn khán giả được nghe và nhìn. Do vậy, tiết mục biểu diễn phải sống động để thỏa mãn khán giả. Tôi sẽ làm cho khán giả đã mắt, đã tai, và có thể khán giả sẽ không chịu về dù chương trình đã kết thúc. Hơn nữa, chính phần kết cũng rất đặc biệt, mọi người sẽ không hiểu vì sao đêm nhạc kết thúc như vậy. Giọng ca anh còn nợ em bật mí. Đạo diễn Trần Chí Mỹ và Đàm Vĩnh Hưng cam kết đêm nhạc sẽ không có hát nhép dù chủ nhân phải tham gia nhiều tiết mục vũ đạo. Ông Hoàng Nhạc Việt cũng sẵn sàng cho khán giả kiểm tra việc hát live với điều kiện. Sau khi có câu trả lời, người đó phải tôn vinh Đàm Vĩnh Hưng bằng cách tạc tượng. Trả lời về giá vé tương đối cao so với mặt bằng chung, trong đó có vé siêu VIP lên tới 20 triệu. Nam ca sĩ thẳng thắn, tôi đầu tư lớn, tôi có quyền đòi hỏi. Đó cũng là cách để tôi đo tình cảm mà khán giả và người hâm mộ dành cho mình.